tiết lộ sốc. Phía sau bài đăng của nữ sinh lớp 9 viết về sư Minh Tuệ tháng 5 vừa qua. Mới trước đây vào những ngày tháng 5 đầu hè, cũng là vào dịp thi học kỳ, thi cuối năm của các em học sinh trên cả nước nói chung. Ở một ngôi trường nọ đã xôn xao về một bài đăng của em học sinh lớp 9 viết về hiện tượng sư Minh Tuệ. Bài viết văn này không lâu sau đó cũng đã sớm gây xôn xao trong dư luận và cả ngành giáo dục. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến bình luận trái chiều cho rằng cô giáo chấm 9 điểm là quá thiệt cho em học sinh ấy, đẻ ra phải chấm 10 điểm, hay xứng đáng là 11 điểm mới phải. Và cũng không ít người nghi ngờ quả quyết rằng bài ngữ văn ấy chắc gì đã phải của em nữ sinh lớp 9 kia, rằng học sinh lớp 9 mới 15 tuổi thì làm sao viết nổi bài văn hay, thấu rõ nhân sinh như vậy. Để giải đáp những sự nghi ngờ và thắc mắc như trên, ngày 2 tháng 5 năm 2024, kiểm tra môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, trường, người đăng tin đã xin phép được giấu tên, lớp 9A, họ và tên Nguyễn Bảo Trâm. Thấy quá bất ngờ và phải giật mình mỗi khi ai đó trong chúng ta nếu lướt qua và nhìn thấy con số 9 điểm, cái thang điểm đã là rất xuất sắc đối với môn ngữ văn. Và kèm theo một lời nhận xét ngắn gọn của cô giáo như sau: bài viết rất tốt, thể hiện được quan điểm cá nhân và yêu cầu của đề bài. Kính thưa quý vị khán thính giả cùng các thầy cô giáo, nếu đây là một bài kiểm tra của một bộ môn khác thì quá là bình thường, nhưng lại là một bài kiểm tra về môn ngữ văn của học sinh lớp 9. Chính vì thế, chúng ta không thể bỏ qua mà không xem hết bài văn này viết gì mà điểm cao như vậy. Đề bài hỏi: hãy viết một bài văn tự chọn về một hiện tượng, một bài học hoặc một vấn đề cuộc sống, xã hội hay giáo dục mà em trăn trở, tâm đắc. Em Bảo Trâm đã viết như thế này: có lẽ trong những ngày vừa qua và thời gian sắp tới, một hiện tượng kỳ lạ là thầy sư Thích Minh Tuệ xuất hiện, làm khuynh đảo hết cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có cả học sinh chúng ta. Sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ là món quà tâm linh vô giá cho người dân Việt Nam. Chúng đem đến điều thiện, điều tích cực giữa xã hội mạt pháp này. Xin thưa rằng, chúng ta đang ở vào một tình trạng bội thực nhân cách, đạo đức, tức là quá trình hủy hoại nhân cách, đạo đức trong xã hội bon chen ngày nay. Niềm tin của quần chúng nay đã cạn khi thấy một số ma tăng, sư giả tham lam vô độ, đeo đồng hồ Rolex, đi xe sang dân dân, thì sự xuất hiện của sư Minh Tuệ như là bậc cứu rỗi tinh thần cho bao người dân lương thiện. Thầy Minh Tuệ xuất thân là cựu quân nhân, tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê Hà Tĩnh. Thầy hiện không thuộc tăng đoàn, giáo hội hay bất cứ ngôi chùa nào, thế mà người dân họ vẫn kính trọng, đảnh lễ mỗi khi thầy đi ngang qua. Trước đây cũng có nhiều thầy sư bộ hành đường dài, trong đó đặc biệt có sư thầy Thích Tâm Mẫn, năm 2009 đã nhất bộ nhất bái đi từ Đồng Nai ra tới Yên Tử, Quảng Ninh. Hành trình ấy đã mất gần 4 năm, lúc ấy dư luận cũng xôn xao, nhưng quy mô và sự ảnh hưởng vẫn xếp sau thầy Thích Minh Tuệ. Hôm nay, tại sao đất nước chúng ta lại xuất hiện hiện tượng như này? Thật sự em không dám khẳng định là do đâu. Nhưng bằng suy nghĩ chủ quan và sự ngây thơ của một học sinh 15 tuổi, em cũng xin nói quan điểm của mình trước cô giáo và các bạn. Rất khiêm tốn phải không ạ? Sư Thích Minh Tuệ là sự cứu rỗi đạo đức xã hội chúng ta. Trước đây, có Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia thường xuất hiện dĩ nhân, như Đức Phật Khổng Tử, Lão Tử. Họ giáng thế để độ nhân cứu người, họ không phải xuất hiện để cứu lấy người ung thư, tai nạn giao thông, hay giúp kẻ nghèo giàu lên, mà là xuống trần để cảm hóa đạo đức của con người vốn đang trong giai đoạn suy thoái, xuống cấp. Trong một chu kỳ, lặp lại sẽ là tư thành, trụ ngoại của bất cứ thứ gì trên đời này, trong đó có đạo đức chung của toàn nhân loại. Khoa học hiện đại nói rằng con người đã xuất hiện cách đây 160.000 năm, nhưng trong thực tế còn lâu hơn thế, bởi có ai ghi được đâu, đó vốn cũng chỉ là sự suy đoán mù mờ mà thôi. Vì bất kể một điều gì cũng có chu kỳ, nên ở xã hội loài người, cứ 500 năm, xã hội lại hình thành, tồn tại,
bại hoại và hủy hoại một thượng tầng xã hội. Ví dụ, thời kỳ chiếm hữu nô lệ công xã nguyên thủy, thời phong kiến, thời công nghiệp, thời công nghệ số, thời kỳ tâm linh. Mỗi một giai đoạn kéo dài 500 năm sẽ hủy hoại, và trước khi hủy hoại một giai đoạn xã hội, sẽ có Phật Thánh xuất hiện hạ thế để cứu rỗi những linh hồn tinh khiết, tốt đẹp. Số còn lại sẽ cho hủy diệt luôn cả linh hồn. Sau khi chết không cho thăng lên trời, cũng không cho tái sinh nữa. Không tái sinh nữa thì gọi là hình thần toàn diệt. Do đó, Thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện là ánh sáng thiện lương khiến bao người tỉnh ngộ. Hóa ra, chúng ta không sở hữu thứ gì trên đời này vẫn có thể sống, thậm chí còn sống an nhiên, tự tại là đằng khác. Chính lúc ấy, nhiều sư giả mới tỉnh ngộ, vì suốt ngày kêu cúng dường Tam Bảo, càng cúng nhiều thì phước càng nhiều. Điều này nghe có vẻ sai sai, cúng nhiều cho sư ở các chùa giàu lên, chứ phước báo gì ở đây. Người ta nói, hữu xạ tự nhiên hương, mà lẽ ra thầy xuất hiện trong sự lặng lẽ như các năm trước thì sẽ hay hơn, vì thầy đã tu được 6 năm rồi, cũng bộ hành vào Nam ra Bắc 4 lần rồi. Chỉ là có mạng xã hội đã làm cho thầy Minh Tuệ trở thành nổi tiếng bất đắc dĩ. Có lẽ nhiều người dân lành chỉ muốn thầy bình yên tu tập, nhưng thầy đã nổi tiếng một cách bất đắc dĩ. Trong quan điểm cá nhân của em, sự nổi tiếng của thầy cũng nằm trong nhân duyên cả, để khiến cho mọi người tự soi rọi lại bản thân mình, để sống chậm lại giữa cái xã hội bon chen, xô bồ này. Đấy, người ta chẳng sở hữu một cái gì cả, nhà cửa, tiền bạc, vật chất, chẳng có gì, vậy mà vẫn sống bình an. Vậy mà nhiều kẻ tham lam vô độ, hám danh hám lợi mà mãi cũng chưa biết dừng lại. Em nghĩ, đất nước chúng ta là vùng đất lành, vùng đất đa số có các người dân lương thiện, nên Phật Thánh giáng xuống để điều chỉnh đạo đức xã hội giữa thời mạt pháp này là rất hợp lý. Đây là phúc muôn dân, là thành quả xứng đáng cho đất nước con rồng cháu tiên, từ bi hỷ xã từ bao đời nay. Dân, thật là tuyệt vời. Một em nữ sinh lớp 9 đã viết về sư thầy Thích Minh Tuệ như vậy đó thưa quý vị mến yêu. Thì cô giáo chấm cho 9 điểm cũng quá sáng suốt và hoàn toàn xứng đáng. Bài viết này đã nói lên bao hàm ý về thực tế, lẫn tương lai, chủ yếu là nhấn mạnh về khía cạnh đạo đức và lối sống càng ngẫm càng thấy tỉnh ngộ ra. Nghe đi nghe lại, xem đi xem lại mà không thấy chán nữa, chúng ta phải cảm ơn đấng sinh thành đã sinh ra một tâm hồn am hiểu như vậy. Phải cảm ơn công nuôi dưỡng và giáo dục của gia đình, cũng như trường lớp nơi em ấy đang sinh hoạt. Có phải như vậy không ạ? Từ nghệ thuật, có những nhân vật bước ra đời sống. Từ đời sống, cũng có vài con người đi vào nghệ thuật, nhưng trở thành hình tượng trung tâm, biểu tượng cho sự thiện lương tuyệt đối, không gợn chút bụi trần. Có lẽ ngoài Đức Phật là sư Minh Tuệ. Nói như vậy không phải là để so sánh hay nâng tầm thánh quá, Phật quá sư Minh Tuệ, mà đây là một sự thực đang diễn ra ngay lúc này trong đời sống nghệ thuật đương đại. Phẩm cách và giới hạnh của ông đã khiến bao trái tim rung lên những cảm xúc triền miên khó tả. Thân hành và bước đi của ông đã khiến cho người ta phải suy nghĩ về cuộc đời. Cuộc sống này có ý nghĩa gì? Thế nào là hạnh phúc? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong những khối óc biết suy tư. Dường như có một sự đảo lộn trong những nhận thức đã có trước đó. Người đời cứ chạy theo cuộc sống, bị nó quay cuồng. Nó nhấn chìm chúng ta vào dòng xoáy danh lợi, tiền bạc, được mất, hơn thua. Thế rồi, khi người ta có trong tay tất cả những thứ mong ước ấy, là lúc nhận ra mình bất hạnh. Niềm vui chẳng thấy mà chỉ thêm phiền não, bất an. Lại có người tự dối lòng rằng mình luôn thanh thản. Kỳ thực, đó chỉ là sự trấn an do sự thanh thản ấy đang thiếu vắng ở trong lòng. Và có một thời, người ta nói về hạnh phúc nghe có vẻ triết lý, rằng hạnh phúc là đấu tranh. Nghe hay và có lý lắm. Nhưng có lẽ quan niệm này được chấp nhận do suốt một thời con người phải sống trước những lựa chọn sinh tồn, lựa chọn tư tưởng, lựa chọn giai cấp.
Đến khi sư Minh Tuệ xuất hiện, người ta mới nhận ra hạnh phúc là buông, hạnh phúc là khi không có gì. Sư Minh Tuệ không phải là người phát kiến ra điều này, nhưng chính ông là người tiêu biểu hiện thực hóa điều này. Ông như một minh chứng sống động và cụ thể cho những tư tưởng, triết lý mà Đức Phật đã tuyên thuyết cách đây gần 2.600 năm. Đó là lý do ông trở thành nguồn cảm hứng bất tận, làm nên những xúc cảm mãnh liệt, cứ lớn dần và đi tiếp trong tâm hồn của người nghệ sĩ. Không chỉ có vậy, ông đã nhen nhóm tình yêu thương trong tất cả những người mà trước đây không mấy quan tâm đến tha nhân và hiện thực cuộc sống, thôi thúc họ phải viết về ông, phải bộc lộ những tâm tư về ông như một cách giải tỏa, giải thoát những điều được giấu kín trong thế giới nội tâm của họ bấy lâu nay. Cho dù viết có dụng về hay dấp dáp, điều đó không mấy quan trọng. Ông đã cộng hưởng lòng bi mẫn vào những trái tim vốn đã giàu lòng nhân ái, khiến họ thêm thổn thức, dâng trào những xúc cảm êm đềm, trong mát, ngọt ngào. Và như thế, người viết văn, kẻ làm thơ, lời hay ý đẹp cứ tuôn trào tạo thành những dòng chảy len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Hàng trăm bài luận, hàng ngàn bài thơ và còn nữa, có lẽ cũng mới là sự bắt đầu. Nghệ thuật đâu chỉ có văn chương, hội họa cũng không thể đứng ngoài cuộc trước cơn gió thiện lành. Sức lan tỏa của lòng từ bi, của hương đức hạnh đã làm nên bao bức tranh tuyệt mỹ. Tôi thật sự ấn tượng trước những bức họa này. Mỗi tác phẩm là một cảm xúc, một thế giới rất riêng của người nghệ sĩ, và cũng chẳng giống nhau trong tâm người thưởng thức. Phải thừa nhận rằng dường như chính cái cà sa y phấn tảo của sư nó như rất hợp với hội họa. Nó như miền đất màu mỡ để những họa sư thỏa sức mà canh tác, cải tạo, trình diễn tài năng của mình. Thật thích thú và khâm phục. Và thời trang, họ cũng không chịu đứng im. Họ đã lên tiếng bằng hàng loạt kiểu mẫu mang màu sắc, phong vị của y phấn tảo. Nói chính xác hơn, nghệ thuật này càng có nhiều cơ hội để diễn trình. Bỏ qua yếu tố thương mại và lợi nhuận, thì chính thời trang đã khiến y phấn tảo bay xa hơn, cao hơn. Nó đã có mặt trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Rõ ràng, đó chính là thông điệp giá trị, ý nghĩa mà chỉ có sư Minh Tuệ mới mang lại được. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến một luận điểm quan trọng trong tu Phật. Đó là tu là bỏ tất cả, bỏ tất cả là được tất cả, được tất cả là không được gì hết. Rõ ràng, sư Minh Tuệ chính là hiện thân của triết lý cao thâm này. Vì tâm ông đã đạt trạng thái như vậy, vô cầu, vô trụ, vô chấp. Một chữ, buông.